Vụ hôi của ở Đồng Nai và ba dấu hiệu khả nghi về đòn bia cao thủ. Tất cả sự việc xảy ra đều có liên quan đến hình ảnh của hãng bia Tiger. Chính vì vậy, không ít người đã đặt ra câu hỏi, có hay chăng đây là một chiêu thức PR? Sự cố hôi bia tại Biên Hòa vừa qua đã tạo ra làn sóng phẫn nộ. Điều đáng nói là vấn đề người ta luôn nhắc tới là bia Tiger. Nhưng cuối cùng thì một chuyện xấu lại trở thành một công cụ PR tốt cho một thương hiệu đẹp. Có khá nhiều luồng thông tin xảy trong câu chuyện trên. Theo một số người, đây là chiêu PR của công ty bia trên. Một, những bài báo tăng theo cấp số nhân, không ai lạ gì với việc hôi của ở Việt Nam. Chắc hẳn mọi người không quên một vụ việc tương tự xảy ra cách đây không lâu khi một đàn ông bị rạch túi ở ngã tư và 50 triệu văng tung tóe ra đường. Khi vụ việc này diễn ra, rất nhiều người dân đã tỏ lòng tốt của mình ra nhặt hộ số tiền rơi. Kết quả là nạn nhân chỉ thu về được 18 triệu đồng, cảnh người dân hôi của ngày 4 tháng 12, cảnh người dân hôi của ngày 4 tháng 12, và khi vụ việc này kết thúc, báo chí không khai thác gì nhiều về khía cạnh đạo đức con người. Còn ở trường hợp hôi của người dân Biên Hòa, qua ngòi bút của báo chí ta thấy nó được đẩy lên đỉnh điểm, ban đầu chỉ là một vài bài báo đưa tin, phân tích, mổ xẻ vụ việc nhưng số lượng tăng dần theo cấp số nhân, liên tục những thông tin nóng hổi, những clip được đăng tải. Điều này dẫn đến một hoài nghi trong lòng độc giả, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò PR sản phẩm của nhà sản xuất. Bởi lẽ, ai làm về marketing đều hiểu tính chất PR sản phẩm có trong mọi tình huống. Hai, tấm băng rôn, hoàn chỉnh, sở dĩ coi đây là điểm nghi vấn vì từ trước tới nay không thiếu những trò hâm nóng sự kiện theo kiểu này. Nhìn vào tấm băng rôn trên, mọi người thấy nó là một cách bày tỏ nỗi bức xúc tột cùng của người dân khi chứng kiến cảnh hồi của trắng trợn như vậy. Tuy nhiên, trong con mắt của một người làm marketing thì đây là một chiêu PR khá cao tay. Thế nhưng, nó vẫn bộc lộ ra những sở hở trong cách triển khai, vụ hôi của ở Đồng Nai và ba dấu hiệu khả nghi về đòn PR cao thủ tấm băng rôn. Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam, tôi thấy xấu hổ thay cho những ai đã cướp vài lon bia ở đây trưa ngày 4 tháng 12, sử dụng câu từ khá mạnh dạn và gay gắt. Nhưng từ thực tế cho thấy, không có mấy người tự nhiên dư tiền bạc và công sức để bỏ ra làm chuyện này. Chưa kể điểm nghi ngờ nhất là việc tấm băng rôn viết khá rõ ngày tháng và thời điểm xảy vụ việc trưa ngày 4 tháng 12. Một người dân bình thường khó mà bài bản đến mức ấy. Chưa kể tấm ảnh chụp cùng băng rôn ấy hoàn toàn che mặt người đàn ông, và cũng theo báo chí đưa tin, ông này đã từ chối trả lời phỏng vấn và xuất hiện trên báo. Nếu là người dân bình thường, họ không dại gì làm cái việc hứng lấy sự giận dữ của hàng trăm người khác tại giữa nơi đã xảy ra hôi của. Dường như vụ việc đã được lên kế hoạch và chiến dịch rõ ràng với mục đích đẩy tấm bi kịch của người lái xe bị tai nạn, bị hôi của lên cao trào. 3. Nhiều trang PR nổi tiếng làm việc cật lực, từ việc một số website nổi tiếng làm công cụ PR luôn cập nhật tin tức và tình hình từ vấn đề đền bù hợp đồng, gia đình tài xế, đủ thấy có rất nhiều nguồn tin nhằm cung cấp cho giới truyền thông. Có một bộ phận seeding forum làm việc cật lực đẩy các bài viết về vụ việc để nó được lên top. Số lượng like khủng phản ảnh lên tất cả. Lượng like của vụ việc này cao ngang ngửa sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Tất cả những sự việc xảy ra trên đều có liên quan đến hình ảnh của hãng bia Tiger. Chính vì vậy, không ít người đã đặt ra câu hỏi, có hay không một chiêu thức PR của nhà hãng. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.